Bốn La Mã chỉ cái thể của thức A Đà Na. Y theo đoạn trên nghiêm khắc lựa chọn. Quý vị đã biết đại khái thức này rồi và thấy chỉ nên chọn lấy danh từ A Đà Na mà thôi. Đến đây mới là phần cốt yếu của bổn luận này. Chúng ta đã thấy có cái danh nghĩa thì cái danh nghĩa đó tất nhiên phải y trên một cái thể mà đặt ra. Vậy cái thể của A Đà Na thức thế nào? Đáp: tức là các pháp, không thể rời các pháp mà riêng tìm có thức A Đà Na được. Phải biết trời đất nhân vật toàn là thức A Đà Na, song chúng ta không thấy được thức A Đà Na mà chỉ thấy trời đất nhân vật, đó là vì bị hai món chấp ngã pháp thường hiện hành. Cũng như người nhậm con mắt thấy các hoa đốm ở hư không, vì con mắt bị nhậm nên chỉ thấy hoa đốm mà không thấy được hư không. Chúng sanh vì bị hai chấp ngã pháp và hai chướng phiền não chướng và sở tri chướng ám ảnh nên không thấy được thức A Đà Na mà chỉ thấy các vật tạp nhiễm. Cổ nhân nói: nhược nhân thức đắc tâm, tắc đại địa vô thốn thổ. Nếu người ngộ được chân tâm rồi thì quả đại địa không còn một tấc đất. Kinh Lăng Nghiêm tức là cái ý đây vậy. Một, trí tự trụ hậu đắc của bậc đại thánh duyên cảnh A Đà Na thức. Tiếng là cái bị nghe của tai, sắc là vật bị thấy của mắt. Do có cái tên tiếng và sắc nên có thể chỉ ra cái thể của tiếng và sắc. Nay chúng ta đã nghe tên và biết nghĩa của thức A Đà Na, vậy phải chỉ cái thể, hình thể của nó ra thử xem. Thức A Đà Na, mắt không thấy được nó và tai cũng không nghe được nó, như thế làm sao chỉ ra cái thể của nó cho được? Chúng ta chỉ y theo kinh luận của Phật và do lý luận mà biết được thức A Đà Na. Như đoạn văn trước dẫn trong thành duy thức luận nói, có cái công năng duy trì sự kết nối đời sau, do đó mà suy xét biết có thức A Đà Na này, hoặc có công năng giữ thọ thân thể và thế giới, do đó mà so sánh biết có thức A Đà Na này, hoặc có cái công năng giữ gìn chủng tử của các pháp, do đó mà khảo xét biết có thức A Đà Na. Những sự hiểu biết về thức A Đà Na đây là do so lường suy luận mà biết, nên không đủ chỉ bày rõ ràng cái thể của thức này. Cũng như các nhà triết học chỉ suy luận âm thầm, nghĩ ngợi một cách xa xăm mà thôi, không có chút gì cụ thể. Thí như có người chưa từng đến Lô Sơn, chỉ nghe người nói phong cảnh Lô Sơn, hoặc thấy cái hình chụp các cảnh rồi phân biệt. Chỗ kia là núi Đại Lâm, chỗ nọ là núi Ngũ Lão, chỗ đó là núi Cô Lãnh, vân vân. Chỉ do so lường suy tưởng mà biết, chứ chưa từng thân hành đến xem cảnh Lô Sơn. Biết thức A Đà Na này cũng thế, chẳng qua nghe kinh sách hoặc lý luận rồi so sánh mà biết. Muốn trực tiếp biết thức A Đà Na, phải là bậc đại thánh dùng cái trí tự trụ hậu đắc mới thấy biết được thức này. Chữ đại thánh, nói chữ đại là lựa riêng tiểu thừa, nói chữ thánh là lựa riêng phàm phu, tức là chỉ cho bậc Bồ Tát từ sơ địa sắp lên. Trí có hai loại: một, căn bản trí, tức là như lý trí, cũng gọi là vô phân biệt trí; hai, hậu đắc trí, tức là như lượng trí, cũng gọi là sai biệt trí. Hậu đắc trí lại có hai phần: một, tự trụ hậu đắc trí; hai, thiệp tha hậu đắc trí. Thức A Đà Na này chỉ có trí tự trụ hậu đắc mới biết được. Quả vị Phật về thân tự thọ dụng thì dùng tự trụ hậu đắc trí, còn thân tha thọ dụng thì dùng thiệp tha hậu đắc trí. Trong bốn trí mà ba trí trước, tức đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí và diệu quan sát trí, mỗi trí đều đủ cả hai trí là căn bản và hậu đắc.
Duy có trí thứ tư là thành sở tác trí, thì chỉ có hậu đắc trí mà không có căn bản trí, vì không thân chứng được chân như. Bồ Tát chỉ dùng cái trí tự trụ hậu đắc của bình đẳng tánh trí và diệu quan sát trí mà chứng biết thức A Đà Na này. Thức thứ bảy, khi chưa chuyển thành trí thì chỉ duyên kiến phần của đệ bát thức. Khi chuyển thành trí rồi cũng có thể biết được tất cả pháp, song chỉ biết các pháp đều là thức A Đà Na. Trong Du Già về phẩm chân thật chép nguyên văn chữ Hán: Bồ Tát ư tự tánh giả lập, tầm tư duy hữu tự tánh giả lập dĩ, như thật thông đạt liễu tri sắc đẳng tưởng sự trung, duy tự tánh giả lập, phi bỉ sự tự tánh, nhi tợ bỉ sự tự tánh hiển hiện. Dịch nghĩa: Bồ Tát ở nơi tự tánh giả lập, tầm tư chỉ có tự tánh giả lập mà thôi, như thật thông suốt rõ biết sắc vân vân trong sự tưởng tượng. Duy tự tánh giả lập không phải cái sự tự tánh kia, mà in như cái sự tự tánh kia hiển hiện. Nếu lìa được cái sự tự tánh giả lập, tức là Bồ Tát an trụ nơi như huyễn tam ma địa, lúc bấy giờ các pháp sở duyên bị biết đều như cảnh huyễn, duy thức biến hiện. Bởi thế nên kinh chép: Biển tàn thức thường trụ, tàn thức hải thường trụ. Đến quả vị Phật được viên mãn thành tựu bốn trí mới hay hiểu biết rốt ráo cùng tận. Thức A Đà Na này do an trụ nơi hải ấn tam muội mới hay rõ biết khắp giáp các pháp như huyễn bất không. Ở đây tôi chỉ lược nói Bồ Tát dùng trí tự trụ hậu đắc chứng biết được thức A Đà Na. Nếu quý vị muốn hiểu biết rõ ràng, xin chờ dịp khác. 2. Trí căn bản, duyên cảnh, chơn như. Đoạn trên chỉ cái thể của A Đà Na thức, tức là chỉ cái thể ở nơi sự tướng, không phải cái thể của thể tánh, chơn như, nên trong luận chép: Hiện ra tương tự như cái thể kia mà không phải là cái thể kia, rõ biết được thể tánh chơn như thì chỉ có căn bản trí. Chỉ căn bản trí mới chứng biết được vô tướng chân như, cũng như nhà vật chất học nói, toàn cả vũ trụ chỉ là vật chất, nguyên chất, còn nhà sanh vật học nói, sanh cơ vân vân. Bởi thế nên sắp chép: Người nhân thì thấy là nhân, kẻ trí lại thấy là trí. Trí tự trụ hậu đắc biết thức A Đà Na, thì tất cả pháp đều thức A Đà Na. Trí căn bản biết chân như thì tất cả pháp đều là chân như. 3. Trí thiệt tha hậu đắc, duyên cảnh các pháp nhiễm và tịnh. Phật Bồ Tát này đối với Phật Bồ Tát kia, hay đối với các chúng sanh cùng nhau giao thiệp, cho đến lập ra tứ nhiếp pháp, lục độ, vân vân, tất cả các pháp thiện xảo đều dùng trí thiệp tha hậu đắc này mà lập ra. Nhờ trí này mà rõ biết được các pháp thánh phàm, nào mình, nào người, nào nhiễm tịnh, và biết được tánh ham muốn của mỗi chúng sanh không đồng, rồi cùng với chúng giao thiệp và tùy theo căn cơ giáo hóa. Cũng do trí này nên có Bồ Tát thượng cầu Phật đạo, hạ hóa hữu tình và Như Lai hiện thân nói pháp. Tuy phân biệt các pháp tự tha nhiễm tịnh, song cũng tức khi đó rõ biết các pháp đều như huyễn như hóa, duy thức biến hiện. 4. Trí của tiểu thừa, duyên cảnh tứ đế các pháp nhiễm và tịnh. Thinh văn tu pháp tứ đế, duyên giác quán 12 nhân duyên, chứng được sanh không chân như, ngã không. Hai vị này tuy đều chứng vô ngã, nhưng còn pháp chấp. Chấp thật có bốn đế: pháp nhiễm, khổ tập, để trừ; pháp tịnh, diệt, đạo, để chứng. Không bằng Bồ Tát rõ biết các pháp đều duy tâm biến hiện.
Cảnh giới nhân không của nhị thừa, chư Phật và Bồ Tát cũng đã chứng biết. 5. Trí của chúng sanh, dị sanh, tùy theo mỗi loài mà tự duyên cảnh vũ trụ, vật ngã của mình. Trí, thức của chúng sanh, dị sanh, trong ba cõi sáu đường, tức là các hữu lậu hư vọng phân biệt thuộc về hai chấp, ngã chấp, pháp chấp, và tương ưng với hai chướng, phiền não chướng và sở tri chướng, tùy theo nghiệp báo sanh làm loài nào, thì hiện ra vũ trụ vật ngã của loài đó. Vũ trụ vật ngã của loài này không phải của loài kia. Vũ trụ vật ngã của loài kia không phải của loài này. Như đồng một sông Hằng mà người thấy là nước, ngạ quỷ thấy là lửa, còn trời lại thấy ngọc lưu ly. Bởi thế nên trong Kinh Lăng Nghiêm chép, tùy theo nghiệp báo của chúng sanh như thế nào thì tâm nó hiện ra cảnh vật như thế ấy. Y theo sự hiểu biết của chúng, tùy vị sanh tâm, ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện. Chúng sanh không biết các cảnh thế gian đều duy tâm biến hiện, nên tùy theo mỗi loài khởi ra tánh biến kế, chấp cái tướng rồi đặt ra cái tên, gọi thế này là ngã, chấp thế kia là pháp. Bởi thế nên tùy theo mỗi loại đều có mỗi vũ trụ vật ngã khác nhau, song đều là cảnh bị biết do trí hư vọng phân biệt của chúng sanh, dị sanh. Từ trước đến nay chỉ căn cứ theo năm cái trí hiểu biết của thánh, phàm mà phân biệt có năm lớp. Nếu rời các trí phân biệt này thì không còn danh từ gì có thể gọi được, không thể an lập và cũng không thể đặt bày ra như thế nào được cả, chỉ gắng gượng gọi là nhất chơn pháp giới mà thôi. Đến cảnh giới này không còn nói năng và suy nghĩ được nữa, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. 5. Hội các tên để giải thích. Thức A Đà Na là cảnh bị duyên của trí tự trụ hậu đắc. Bởi theo mỗi khía cạnh của thức này nên đặt ra có rất nhiều tên, nay hội các tên lại để giải thích. Thức này vì chứa đựng chủng tử của các pháp tạp nhiễm nên gọi là A Lại Gia, vì bị nghiệp thiện và ác đời trước kéo dẫn đi lãnh thọ báo thân dị thục đời sau nên gọi là dị thục thức, vì làm nhân duyên sanh các pháp như huyễn và ngã pháp của chúng sanh chấp đều do thức này biến hiện nên gọi sơ năng biến. Khi chứng đặng Bồ Đề Niết Bàn thành Như Lai thì thức này chuyển phần tạp nhiễm đổi lại thành vô cấu thanh tịnh nên gọi là Immala thức, vì có công năng chứa nhóm tích tập chủng tử các pháp và phân biệt nên gọi là tâm. Vì làm căn bản của các pháp nhiễm tịnh nên gọi là căn bản thức. Trong các thức, thức này đứng về thứ tám nên gọi là đệ bát thức, vì chứa chủng tử của tất cả pháp nên gọi nhất thế chủng thức. Khi chưa lìa được các pháp tạp nhiễm thì Như Lai vô cấu thức bị vô minh tạp nhiễm che giấu nên gọi là Như Lai tàn. Tóm lại, vì thức này có nhiều nhiệm vụ nên có nhiều danh nghĩa khác nhau. 6. Chỉ những chỗ sai lầm. Các nhà phiên dịch và chú giải vì không rõ thức A Đà Na này nên trong những kinh luận đã dịch có nhiều chỗ sai lầm không thể kể xiết. Trong Nhiếp Đại Thừa Luận có cái thí dụ người mù rờ voi, tức là nói bởi không rõ thức này nên sanh ra các món vọng chấp. Này chỉ căn cứ trong những kinh luận Đại Thừa nói về thức A Đà Na này để biện minh một vài đoạn. Đời Bắc Ngụy, ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch bộ luận Hoa Nghiêm Thập Địa Kinh rồi y theo luận này lập ra Tôn Địa Luận. Trong tôn này, nhân thấy thức A Đà Na có nghĩa chấp trì, nắm giữ, rồi lầm với thức thứ bảy là thức chấp ngã, không biết nghĩa chấp trì của thức A Đà Na là chấp trì giữ gìn chủng tử.
căn thân và thế giới không cho mất. Cái chấp này so với cái chấp ngã của thức thứ bảy khác nhau. Lầm thức A Đà Na với thức thứ bảy là cái lầm rất to. Cái lầm này lưu truyền lâu đời cho đến thành sách, nên trong sách vở của Thiên Thai Tôn thường thấy dẫn ra. Bởi trải qua thời gian lâu đời, cho đến các bậc đại đức tiền bối cũng thừa kế nhau dùng, nên những nhà học giả đời sau không biết lấy đâu để quyết định phải quấy. Hôm nay biết được sự sai lầm ấy do phiên dịch thì học giả hết nghi ngờ. 2. Trong Tôn Địa Luận còn có cái lầm thứ hai là nói thức thứ tám là thuần tịnh, thức thứ bảy là nhiễm ô, khi chuyển thức thành trí là diệt bảy thức nhiễm ô trước thành thức thứ tám thuần tịnh. Cái sai lầm này còn thừa kế đến ngày nay, cứ lưu truyền cho rằng diệt bảy thức trước hoặc sáu thức trước vân vân như khẩu đầu thiền. Chỗ này rất nên đem ra để phá trừ. Chư Phật và Bồ Tát dùng căn bản trí, thân chứng chơn như. Cảnh giới này rất thâm thúy và thế nhị, không thể nói năng và suy nghĩ được, như bên thiền tôn gọi. Đầu non thứ nhất không cho nói năng và hiểu biết, đệ nhất phong đầu, bất dung hoại hội. Về các pháp duyên khởi, như pháp giới duyên khởi, A Lại Gia duyên khởi, vân vân, đều từ trí hậu đắc mà đặt để lập ra. Như bên thiền tôn nói, đầu non thứ hai mới khá thương lượng, đệ nhị phong đầu lược khả thương lượng, duy có Phật thức thứ tám mới được thuần tịnh, còn từ Bồ Tát sắp xuống thì thức thứ tám chưa rời nhiễm. Nếu thức thứ tám thuần tịnh thì các pháp duyên khởi tạp nhiễm không thành, vì không có cái gì để chứa giữ các chủng tử tạp nhiễm. Nếu nói do bảy thức trước tạp nhiễm chứa giữ chủng tử nên các pháp tạp nhiễm hiện hành được thành tựu, nói như vậy cũng không hợp lý, vì bảy thức trước không thể giữ gìn chủng tử của các pháp được. Các pháp không chủng tử thì không thể sanh được. Nếu chấp vô nhân sanh, không có nguyên nhân mà được sanh là theo ngoại đạo, chứ không phải Phật tử. Lại nữa, nếu chấp như thế thì chư Phật không đủ bốn trí, vì diệt bảy thức tạp nhiễm trước mà thành thức thứ tám thanh tịnh thì không có diệu quan sát trí hoặc bình đẳng tánh trí, vân vân. Bởi những lẽ trên nên ngoài Phật ra, từ Bồ Tát sắp xuống thì thức thứ tám chẳng được thuần tịnh, chỉ là vô phú vô ký, phải như thế mới hợp lý. Ngài Chơn Đế Tam Tạng Pháp Sư nói: Imala, bạch tịnh thức là thức thứ chín, thức thứ tám là thức nhiễm tịnh hòa hiệp, bảy thức trước là thức nhiễm ô, khi chuyển nhiễm thành tịnh là diệt hết bảy thức nhiễm ô trước và diệt luôn một phần nhiễm ô của thức thứ tám. Lúc bấy giờ chỉ còn phần thanh tịnh của thức thứ tám, thành ra thức thứ chín. Thật ra chẳng qua chỉ bỏ phần tạp nhiễm của thức thứ tám để chứng toàn phần thanh tịnh của nó mà thôi, và cũng không phải diệt toàn thể thức thứ tám mà có một cái thức khác gọi là thức thứ chín. Cái sai lầm này do người dịch văn chữ phạn không rõ nghĩa mà ra. Như ngày nay có người gọi là bậc học giả dịch sách vở Duy Thức ở đời Minh và Thanh ra chữ ngoại quốc, sai lầm rất nhiều. Song người đời nghe nói nhà học giả thì tôn trọng và đặt hết sự tin tưởng vào họ, rồi cứ thừa truyền dùng theo, không dám nghĩ đến sai lầm. Gần đây có người dung hòa cái sai lầm này, lại chia làm cổ học và kim học. Thật ra cổ học là lối dịch sai lầm, chứ Duy Thức học chỉ là một, không có cổ và kim. Một ông kia y theo Đại Thừa Trang Nghiêm Luận, rồi khôn khéo lập ra Duy Thức cổ học. Ông nói rằng, cái tên thức thứ chín của Ngài Chơn Đế nói, đó là y theo Chơn Như mà lập ra. Song Chơn Như là thật tánh của thức, vì thật tánh của thức nên giả gọi, tạm gọi là thức, cũng tạm thông, nhưng không được gọi Chơn Như là Imala thức, bạch tịnh thức.
khảo xét theo văn bài tụng của kinh Như Lai xuất hiện công đức, thì thức Imala là chỉ cho phần thanh tịnh của thức thứ tám, chứ không phải chân như và cũng không thể riêng gọi là thức thứ chín. Bởi thế nên không bằng y theo kinh Lăng Già lập cái chân tướng thức là thức thứ chín, bởi vì cái chân tướng thức trong kinh Lăng Già nói đó tức là chân như vậy. Ngài Chơn Đế cho Imala là thức thứ chín, không phải Ngài chỉ tánh chơn như bình đẳng khắp tất cả pháp làm thức thứ chín, mà Ngài chỉ bảo riêng phần thanh tịnh của thức thứ tám là thức thứ chín nên không đúng. Trong Maha Diễn Thích Luận nói có 10 món thức, mà Imala là thức thứ chín và Kiên Thật Tâm là thức thứ 10, trong đó cũng y theo phần thanh tịnh của thức thứ tám rồi giả đặt ra thức thứ chín, và y theo chân như rồi giả đặt làm thức thứ 10 đó thôi. Một ông khác dẫn trong Phật Địa Kinh Luận để giải nghĩa bài tụng trong Công Đức Kinh lại nói: Đại Viên Cảnh Trí là phần thanh tịnh của thức thứ 8, cùng với thức Imala là thứ 9 hiệp nhau. Song xét theo văn bài tụng thì không phải như vậy. Nguyên văn chữ Hán: Như Lai vô cấu thức, thị tịnh vô lậu giới, giải thoát nhất thế chướng, viên cảnh trí tương ưng. Nghĩa là thức vô cấu của Như Lai là cảnh giới vô lậu thanh tịnh, giải thoát tất cả chướng hiệp với trí đại viên cảnh. Bài tụng này nói thức vô cấu của Như Lai tức là chỉ cho phần thanh tịnh tâm vương tâm sở của thức thứ tám, còn nói viên cảnh trí tức là chỉ cho các trí tương ưng với thức này, do phần thanh tịnh của thức thứ tám đã giải thoát tất cả chướng, nên cùng với trí hiệp nhau. Tuy nói rằng cùng với trí hiệp nhau, mà thật ra thì phần thanh tịnh của thức thứ tám giới thiện tâm sở vân vân mà thôi. Song vì cái trí thù thắng, nên nói cùng trí hiệp nhau vậy. Trong Phật Địa Kinh Luận, hiệp chung thanh tịnh tâm dương tâm sở của thức thứ tám gọi là đại viên cảnh tâm, chẳng phải nói cùng với chơn như hay thức thứ tám hiệp nhau vậy. 7. Lập tôn. Điểm đặc biệt thù thắng của duy thức tôn là ở nơi thức thứ tám. Nếu rõ được thức A Đà Na này, tức là rõ biết được tất cả pháp duy thức. Bởi thế nên luận thì lấy việc nói rõ tất cả pháp duy thức làm tôn. Lại nữa, có thể nhân đây mà thành lập tôn nhất thế pháp Như Quyển, vì tất cả pháp đều duy thức hiện ra vậy. Căn cứ theo thức thứ tám để thành lập tôn duy thức đã nói nhiều trong Nhiếp Đại Thừa Luận và Thành Duy Thức Luận. 8. Công dụng của luận này. Nếu y theo ngã pháp của tánh, biến kế sở chấp mà nói, thì chỉ có ngăn ngừa phá chấp mà thôi. Khi ngã chấp và pháp chấp hết rồi, thì chứng được quả Bồ Đề. Như trong Bát Nhã và Tam Luận tôn, không tôn, không thành lập một pháp gì cả. Song nếu đối với kẻ trí kém thì mắc về chấp không, nên cũng không thể thấu suốt được thật tướng của các pháp. Như các tổ ở Thiền Tôn chỉ đề xướng chứng căn bản trí, nếu ai ngộ được thì ngộ, bằng không ngộ được thì thôi, chớ không có quyền biến khai thị phương tiện, như thế cũng mất một phần nào trong công việc độ sanh của Bồ Tát. Còn Hiền Thủ Tôn, vân vân, Hoa Nghiêm Tôn thì nói cảnh trí của Như Lai rất là viên dung màu nhiệm, như thế cũng mắc về chỗ hư vô huyền diệu. Công dụng thù thắng của luận này là chỉ thẳng vào tâm con người để nói rõ thức A Đà Na. Thức này thông cả thánh phàm, ở nơi người và cũng tức là người. Luận này chỉ tất cả pháp do thức này biến hiện, nên khiến cho người không chấp tổn giảm bớt. Bởi tất cả pháp duy thức biến hiện như huyễn như hóa, nên cũng khiến cho người không chấp tăng ít thêm. Tóm lại, đại dụng của bổn luận này là ngăn ngừa và phá trừ hai cái chấp tăng ít thêm có và tổn giảm bớt không, khiến cho người ngộ nhập tánh duy thức phi hữu phi vô.